Thưa quý vị, sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 02 ngày 15 tháng 10 năm 2020 của quận ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn quận Ô Môn có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ nét vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Điểm nổi bật trong thực hiện nghị quyết số 02 của quận ủy Ô Môn là việc đổi mới nội dung, nâng cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội theo hướng đa dạng, các phong trào thi đua, các hoạt động triển khai thiết thực, gắn kết quyền lợi của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, phối hợp triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm theo kế hoạch đề ra. Thấy ấm lòng lắm, chính quyền ở địa phương không cất cho căn nhà thì cô cũng không có thể khả năng để mà cô cất được căn nhà như thế này. Tuyên truyền nâng cao cái chất lượng đó là sinh hoạt của các cái chi đó là tổ hội, nhằm làm sao phát động tốt các cái phong trào, nhất là cái phong trào là xây dựng là nông thôn mới đô thị văn minh thì thực hiện nó đạt khá tốt. Chứ năm 2023 nữa thì công tác an sinh xã hội các cái thành viên còn hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên của mình làm ăn để thoát nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận khuyến khích các cấp hội cơ sở duy trì tốt các mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế tại gia đình như nuôi heo đất, một chi hội phụ nữ giúp hai hộ phụ nữ nghèo thoát nghèo, đồng thời hỗ trợ vay vốn cây con giống, phối hợp đào tạo nghề, vân vân. Đến nay, hội giúp 246 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, trong đó có 32 hộ phụ nữ thoát nghèo. Hội phụ nữ mình tổ chức cái tổ họp mai, nhà nước cũng có hỗ trợ cho em mà 50 triệu để mà lo sắm dụng cụ để mai. Một ngày thu nhập của em được 150 tới 180. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng như Hội Phụ nữ cơ sở đều hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu. Đồng thời thì phải nói đến là cái chỉ tiêu là tập hợp hội viên tham gia tổ chức hội đến năm 2023 thì chỉ tiêu này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn cũng đạt được là 74%. Để thực hiện có hiệu quả những nội dung nghị quyết số 02 về nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thông qua các phong trào thi đua, nhất là xây dựng các mô hình dân vận khéo, quận ủy Ô Môn đã quan tâm định hướng về công tác vận động quần chúng trong hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, luôn hướng về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới cán bộ đoàn thể theo hướng trẻ hóa, giải quyết những vấn đề bức xúc và nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Qua đó đã thu hút quần chúng tham gia vào tổ chức hội. Năm 2023 đã phát triển được 4.655 đoàn viên, hội viên. Tiếp tục quán triệt cái nghị quyết này sâu sắc hơn để làm thế nào coi như là cái nghị quyết sẽ được đến với tất cả đoàn viên hội viên, ra tận quần chúng nhân dân, nhận thức được cái nghị quyết này đem lại cái hiệu quả thiết thực. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ô Môn nhiệm kỳ 2020-2025.